Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi dân, sự nghiệp thịnh vượng, tình duyên nở rộ. Bước sang tháng mới đem lại nhiều điều may mắn cho những chủ hộ. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng mọi phương diện cuộc sống của mình đều có những bước cải thiện đáng kể. Nhờ có tam hợp giúp sức, bạn gặt hải được nhiều thành công trên phương diện sự nghiệp nếu ai tham gia thi cử tuyển dụng thì có thể nhận được tin tốt lành mọi cố gắng bạn đã bỏ ra được đền đáp với những ai làm công việc ổn định thì bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính có những chuyển biến đáng mừng người làm công ăn lương có nhiều cơ hội nhận được những khoản thưởng nóng hậu hĩnh với người làm kinh tế Tháng này, tài lộc dồi dào dò là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất của mình. Phương diện tình cảm cũng bảo vệ những tin vui, vợ chồng bạn đồng sức đồng lòng trong mọi việc, nên chẳng khó khăn nào có thể cản bước được hai người. Còn người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho các đối tượng khá phù hợp, bạn nên dành thời gian cân nhắc đối phương. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết. Người tuổi Dần bước sang tháng mới sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng trong phương diện sự nghiệp của mình bạn đã cố gắng suốt một khoảng thời gian vừa qua và nay là lúc bạn nhận được thành quả xứng đáng. Với người tham gia các buổi thi cử tuyển chọn, bạn dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo nhờ kiến thức phong phú và cách hành xử điềm tĩnh của mình. Nhiều người sẽ được chọn vào vị trí hoặc đổ vào nơi mà mình mơ ước từ lâu. Đây chính là bước đi đầu tiên trên con đường thành công của bạn với người đã có công việc ổn định thời điểm này bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ vì vậy mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng thời hạn các công việc nhóm cần sự hợp tác của nhiều người cũng sẽ thu được những kết quả rất khả quan nguyệt lệnh trường sinh còn đem thêm nhiều các lợi cho phần trình sự nghiệp của con giáp nay bạn càng nhiệt tình giúp đỡ người khác bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội gặp được quỹ nhân bảy nhiêu Quý nhân sẽ xuất hiện giới thiệu cho bạn những hưởng đi mới đầy triển vọng Tuy nhiên, dù thuận lợi đến mấy thì đôi khi bản mệnh vẫn phải chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ. Lời khuyên dành cho bạn là trở nên hên hoang, coi thường người khác hoặc chủ quan lơ là trong những công việc quen thuộc. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, kẻ xấu vẫn luôn rình rập chờ đợi thời cơ để hạ bệ bạn đấy. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang thẳng mậu ngọ, tài lộc của người tuổi dần có những điểm sáng đáng kể trong tháng. Nguồn tiền đổ vào tuổi ao ao khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó. Với người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các tiền hoa hồng, thượng nóng thậm chí một vài người còn chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức thì tiền tiền thưởng cũng sẽ tăng tiến là việc hiển nhiên. Bạn không chỉ cải thiện được cuộc sống trong một tháng mà còn là một khoảng thời gian từ nay về sau. Với những người làm ăn kinh doanh biết chấp lấy thời cơ làm ăn phù hợp với khả năng của mình nên khách hàng đối tác luôn đổ tới dồn dập có thể thấy dù có hơi phất vả một chút, xong bạn vẫn sẽ hài lòng với những gì mình đã làm được. Tháng này còn là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tin vẫn luôn tìm ẩn, bạn cần tránh lo chuyện bao đồng khiến cho kẻ tiểu nhân ngửa mắt lúc nào không hay. Trong quá trình làm ăn, hãy cẩn thận trước những chiêu trò không sạch sẽ. Trước khi ký kết hợp đồng đối tác với ai đó, cần phải kiểm chứng thông tin, tìm hiểu đối phương một cách cẩn thận. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Người tuổi dân cũng phải luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc vào tháng năm âm lịch này. Nửa kia, của bạn là người dịu dàng, thấu hiểu nên bạn luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp đỡ bạn gỡ rối, vừa giúp bạn có động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái trong nhà có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cũng hạ thấp cái tôi của mình xuống để mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải với người độc thân bạn có thể được người nhà hoặc bạn bè người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng hai người trò chuyện với nhau ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên đây chính là một dấu hiệu rất đáng mừng bảo hiệu niềm vui khác sẽ đến vào sau này đấy ngoài ra nhờ mối quan hệ rộng rãi bạn cũng có thể tự gặp những người phù hợp qua những buổi xã giao hãy cử tự tin kéo gần khoảng cách với đối phương, sự chân thành của bạn có thể sẽ khiến người ấy cảm động. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thẳng mậu ngọ này, người tuổi dân không gặp phải những vấn đề gì cần lo lắng về sức khỏe. Bạn duy trì được thể trạng của mình nên làm việc gì cũng rất nhiệt tình, hăng hải, gặt hải được những thành tích cao. Tuy nhiên, còn giáp này cần nhỏ không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Dù có đen bận rộn đến đâu, bạn cũng nên ăn đúng giờ, nghỉ đúng giấc. Tiền bạc có thể kiếm dần dần nhưng sức khỏe đã bị tổn hại thì khó mà khôi phục như xưa. CẢM nang vượng vận cho từng tuổi dân vào tháng 5 âm lịch năm 2023. một tuổi canh dân, sinh năm 1950, mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết, xã giao thuận lợi, công danh sự nghiệp trên đà, tăng tiến. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá. hai Tuổi nhâm dân, sinh năm 1962, mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, kinh doanh thuận lợi, thích hợp kỹ kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân tuổi tỵ, tuổi hợi, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. 3. Tuổi giáp dần sinh năm 1974, mệnh thủy. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, quan hệ xã giao thuận lợi gặp được quý nhân hoặc người phù hợp. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi bình dân, sinh năm 1986. Mệnh hỏa, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hưởng, khẩu quyết. Việc học hành thi cử đón nhận những thông tin tích cực. Quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. 5 tuổi mậu dân sinh năm 1998 mệnh thổ nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết vợ chồng hài hoa đam ẩm, đôi bên là động lực cho nhau phấn đấu quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mậu tiểu nhân tuổi tỵ tuổi dân màu sắc may mắn màu trắng màu xanh lam